Hello mọi người, nhất là các anh trai sinh năm 1977, tuổi đinh tỵ, một cái tuổi mà có thể nói là em tìm hiểu và thấy rằng là năm Mậu Tuất 2018 là một năm đầy khó khăn và những thách thức rất là to lớn, cho nên là tuổi này em sẽ làm rất là kỹ để giúp mọi người có được những cái nhận định và những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho năm cái Mậu Tuất 2018. Đây là video nói về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm để các anh có được cái thông tin mà tốt nhất để các anh chuẩn bị chờ đón nó. Thì đầu tiên hết á, thì sẽ xét là các anh là mạng là sa trung thổ, gặp năm bình địa mộc là tương khắc xấu, mộc nó khắc thổ xấu ha. Sao của các anh là năm Mậu Tuất là sao Văn Hớn, sao này là rối rắm tranh chấp. Hạn là hạn diêm vương, bệnh đường máu huyết, tai nạn chảy máu. Vận niên là mã ngộ đau, ngựa trúng thương, một vận niên khá xấu ha. Thiên can đinh gặp mậu, đinh là hỏa, mậu là thổ, cho nên là gọi là sinh xuất về thiên can hao tốn. Địa chi là tỵ tuất, khác về địa chi thì gọi là không hình hại không gì cả, tương đối là, nhưng mà tỵ cũng là hỏa, tuất cũng là thổ, cho nên là cũng là sinh xuất luôn, cho là địa chi của mình hao tốn. Thì cái việc địa chi hao tốn này nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà cái việc mà thiên can mà hao tốn thì công việc làm ăn dễ thất thoát tài lộc. Thì như cũng như các cái video clip về tử vi của các tuổi khác, thì đầu tiên hết chúng ta phải xét về cái thiên tính của các anh nó như thế nào. Từ cái thiên tính đó rồi chúng ta phải vận dụng nó vào trong năm nó ra sao. Thì đầu tiên đó là thiên tính của cái người đinh tỵ nam mạng á là khác hẳn với là đinh tỵ nữ mạng nhiều lắm. Và là đinh tỵ, người chữ đinh mà đinh tỵ á, thường là số cũng không phải là số xấu, được sinh gọi là thuận số tốt. Các anh mà tuổi đinh tỵ vốn mang số tốt, sinh ra được nhiều sao tốt chiếu mạng bên trong cái cung mệnh của mình, may mắn là hơn người nè. Dù gặp thăng trầm trắc trở nhưng là cũng không quá nặng nề, vượt qua được, dễ dàng vượt qua. Các anh đó là có thái dương ở trong mệnh, nên đa phần là người thông minh sáng dạ, biết nắm bắt thời cơ, dễ thành công trên đường đời ha. Tuy nhiên á, là các anh á, mà đinh tỵ á, thuộc mẫu người là hơi tự cao ha, hay chứng tỏ bản thân nên không được lòng người như là bạn bè, vụt mất nhiều cơ hội tốt để tiến xa. Sự nghiệp đến giờ chỉ là ở mức trung bình, dù rằng là tiền tài làm ra không hề thiếu ha. Đó, các anh là người có nhiều tham vọng, nhưng đặc biệt là lại là những người thích hưởng thụ ha, có tính tự chủ động cao, đôi khi hơi ích kỷ, dẫn đến các quyết định cứng rắn, khó thỏa hiệp với là người khác. Khi mà quyết định cái gì rồi làm khó mình nha. Tánh tình cũng khó hòa đồng với bạn bè, hay là muốn chứng tỏ mình trên cơ của người khác, chơi trên cơ người ta, lập trường tư tưởng thì không thay đổi, nên cũng ít có bạn thân, khó, các anh khó làm nên việc lớn do là cái sự chứng tỏ của mình. Có thể nói các anh sống theo chủ nghĩa cá nhân hơn là tập thể. Người đinh tỵ thì họ hay sống cá nhân, họ không sống vì tập thể đâu. Ai vì ổng thì có, chứ còn ổng không có vì ai đâu ha. Ông sống không chứng tỏ lắm. Mà người mà của các người đinh tỵ mà thuận sanh vào mùa hè và mùa thu, tức là ban ngày nữa, thì kết hợp với được một người vợ mà hợp tuổi, giỏi giang, biết thu vén ở bên trong ha. Các anh là người bên ngoài là nhiều ha, thu vén bên trong thì dễ tạo nên sự nghiệp ha. Có thể khống chế được các anh thì dễ tạo nên sự nghiệp rực rỡ, gia đình mới êm ấm hạnh phúc. Còn nghịch sanh lỗi số thì các anh là thường là phải bôn ba nhiều nè, tính toán nhiều, tiền bạc nhưng không có thiếu, tiền bạc làm ra thì không bao giờ thiếu hết đó, nhưng mà tới giờ phút này là không giữ được tiền. Tiền và trung vận là không có thiếu tiền nhưng luôn khó khăn. Các anh là hay vậy đó. Nếu như mà hậu vận thì thời cơ tốt đẹp, nhiều cơ hội thăng tiến. Bước qua cái giai đoạn mà bắt đầu vào 45 tuổi thì các anh mới bắt đầu ở cái giai đoạn đó.
Nếu như mà ở tuổi của các anh á, mà là cái người mà biết tính Phật pháp hoặc là tính được cái chuyện tâm linh, biết thờ cúng bọn này kia, đa phần ở tuổi của 77 thì không có, nơi đinh tị nam thì thường họ không có tin tưởng về tâm linh và cũng không thờ cúng, ít đi chùa. Cho nên là nếu như mà những người mà có tin Phật pháp, có tin em làm việc thiện tích đức thì cái sự nghiệp này của những người này thì mới mong là giờ này mới có phát triển. Còn không thì những người mà không tính loại này kia thì đa phần là chưa có phát triển đâu, chỉ có bình bình thôi. Tuổi già của người này á, gọi là hậu vận á, thì có phúc lộc, có con cái do qua năm 45 tuổi, tức là vào đại bản đại vận. Còn ở đây thì đang ở trong giai đoạn đại hạn, 35 tới 44 là đại hạn, nhiều thay đổi bất trắc lắm. Đó là thiên tính của người đinh tị nam trọn đời, mà em cũng đã nói trong những cái video clip mà trọn đời của những người tử vi trọn đời của những người sinh năm 1977 đinh tị ha. Thì như vậy, nhưng cái này mình sẽ ứng dụng vào cái năm này, cái năm Mậu Tuất nó như sao về sự nghiệp và công danh đó. Năm Mậu Tuất 2018 đó, các anh đó là gặp sao Vân Hớn chiếu mạng, thì cái sao này là công việc làm ăn là gặp nhiều trở ngại, gia đạo thì lại rối ren, hay bị tai tiếng, ốm đau bệnh giặc. Sao Vân Hớn thì lại là thuộc hành hỏa. Đối với cái người mà mạng thổ là tương sinh, các anh mạng thổ mà là tương sinh, tốt cho các anh trong việc hóa giải bất kiếp nạn của cái năm khó khăn này. Hạn thì với hạn thiên tinh này thì tinh thần là bối rối nè, bất an, rối rắm, vây quanh nhiều việc khó giải quyết, nhất là vấn đề về tài chính, vốn lý. Vận niên thì lại không tốt, mãn ngộ đau. Thì vận niên này là rất bất lợi trong tranh chấp cũng như bệnh tật, cạnh tranh thương trường ha, thì luôn thua thiệt. Công việc, gia đình, tình cảm, các anh dễ gặp chuyện nghịch duyên, càng nóng nảy thì càng thêm thiệt hại. Cho nên là các anh năm nay thì nên chủ nhịn đi ha. Như vậy, phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải á, năm nay thì can mậu á, là thuộc dương rồi, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái chỉ, cho nên năm nay là năm hỏa vượng dù là năm mộc. Đối với các anh mạng thổ á, gặp năm hỏa vượng á, là tương sinh, hỏa nhiều thì sẽ sinh thổ nhiều, có phần lợi ích. Mặc dù á, là sao hạn vận thế đều yếu kém, nhưng không đến nỗi nào dẫn đến bế tắc trong công việc cũng như tiền tài. Trong lúc khó khăn á, thì các anh cũng vẫn có người giúp đỡ và có vài cơ hội tốt để vươn lên. Tuy nhiên tổng thể của năm nay á, là một năm đầy khó khăn, rủi nhiều may chẳng bao nhiêu ha. Đó là về mặt ngũ hành ha. Các anh á, chỉ nên an phận thủ thường, tránh mưu toan việc lớn, nhất là chuyện phi pháp, dễ đáo tụng đình. Nói trước nha, đặc biệt với vận niên mãn ngộ đao á, thì rất xấu trong việc tranh danh đoạt lợi, đã không thắng được còn mang lấy cái thiệt hại nặng nề. Vì vậy trong công việc cũng như chuyện gia đình, các anh nên hòa hoãn, một sự nhịn chính sự lành mới có thể tránh được phần nào hư hại. Các anh cần quan tâm nhiều đến gia đình ở trong năm nay, vì đây là chỗ dựa cho các anh để mà các anh vượt qua cái năm đầy khó khăn này. Có thể nói đây là một năm rất là xấu của các anh về mặt ngũ hành, cần cẩn thận trong mọi điều. Nhớ trước nha, cái này là khá xấu đó, chứ không có đơn giản đâu ha. Về ngũ hành, về như vậy, xét về mặt tử vi á, thì năm 2018 Mậu Tuất tiểu vận của năm nay á, đối với các anh là vượng địa, mà vượng địa thì có lợi cho danh lộc nè lẫn sức khỏe, đồng thời á, là nó là vượng địa thì nó sẽ ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu nó gây ra. Các anh đang ở trong giai đoạn đại hạn 10 năm, những năm cuối của đại hạn 10 năm từ 35 đến 44 tuổi. Mà cái giai đoạn đại hạn 10 năm này là giai đoạn có nhiều điều buồn phiền về gia đình, tình cảm, ảnh hưởng không tốt đến công việc làm ăn, sự nghiệp công danh biến động rất là xấu. Và gặp năm vượng địa, hy vọng là sẽ là một năm, là một cái trợ lực đáng kể giúp các anh vượt qua những khó khăn mà cái đại hạn 10 năm này đang mang lên người các anh ha. Rồi, cung hạn thì có nhiều phá với bại tinh gây trở ngại công việc. Rất may là có ông Tuần, ông án nữ, thì như đã nói ha, cái ông Tuần này thì ông
ổng ở trong trong cung hẹn đó thì là ổng vừa án ngữ tinh quân tốt, ổng vừa án ngữ cái xấu luôn ha, cho nên là cứ lại giảm những cái hiệu lực của các cái tinh quân đi 50% thì nó cũng đỡ đi. Nhưng đồng thời là do ông Tuần ổng án ngữ đó, cho nên là ổng cũng án ngữ luôn cái chuyện mà cái hạn mình đi vào vận địa, cái tiểu vận mình đi vào vận địa luôn ha, bớt phần hưng vượng cho các anh. Nhập hạn còn có phục binh hội với là ngộ, nên là cẩn thận về hồ sơ giấy tờ, có thể gặp rắc rối với công quyền, nặng nề hơn có thể là bị kiện thưa ra tòa đảo tụng đình như ở trên em đã nói ha. Về mặt ngũ hành anh cũng đã nói rồi. Cung mệnh thì có tử phù đi với tiểu hao, thì hai ông này mà kết hợp lại thì người ta gọi là cung tặc thần. Trong tử vi người ta gọi là cung tặc thần. Mà cung tặc thần là sao, là nó rất là xấu ha, đừng có quá tin bạn bè mà bị mưu hại ha. Mưu sự thì rất khó thành, dễ bị tai tiếng, thậm chí là còn bị vu oan giáng họa. Tiền bạc thì bị mất mát, nhiều khi là bị mất trộm tiền tài vật chất. Đại hạn 10 năm á, đáo vô cung Dần mà có cư dương vượng địa thì đây là điều tốt nè. Nhưng là lại bị ông Tuần, hồi nãy mình trở lại nó là bị ông Tuần ông chắn ngang đi, cho nên trở nên nó không có tác dụng bao nhiêu cả. Cho nên là hay sanh sự phiền lòng, bị tai tiếng thị phi, tranh chấp kiện thưa. Nhưng mà bên cạnh ông Tuần á thì rất may cho các anh có một ông tinh quân rất là đặc biệt, đó là ông Hóa Khoa. Ông Hóa Khoa là sao, ông là đệ nhất hóa giải cái tinh quân xấu. Ông chuyên gia đi tiêu diệt mấy ông tinh quân xấu, cho nên là cũng đỡ lên phần. Bên cạnh đó bên ông Hóa Khoa thì có ông Thiên Việt nữa, thì Thiên Việt giúp các anh giải trừ nhiều chướng nạn. Hy vọng là có nhiều chướng nạn, nhưng mà có ông Hóa Khoa với ông Thiên Việt này ông sẽ làm ông nhai bớt đi ha, cho nên là đỡ đỡ đi. Nhìn chung á, các mặt từ sao vận đến tử vi á, và ngũ hành á, thì năm nay vận thế rất xấu, rất xấu nha các anh nha, gặp nhiều thất bại bất an. Chỉ có tiểu vận đi vào sinh địa, chỉ có một cái tiểu vận đi vào sinh địa thôi, thì khó có thể mà chuyển đổi tình trạng từ xấu sang tốt được, chỉ là hóa giải chứ không thể nào mà chuyển bại thành thắng được ha. Rồi cung mệnh ảnh hưởng nhiều đến đời sống á, thì bị lâm vào cung tặc thần, khó tránh khỏi nhiễu nhương hao tốn. Bên cạnh đó có nhiều cái phá bại tinh vây hãm trong hạn. May mà nhờ được ông Hóa Khoa ông chế hóa đi nhiều, nếu không sẽ rất nguy nan. May có ông Hóa Khoa ha. Rồi đó là các anh á, năm 2018 cần phải hành thiện nè, làm phúc ha, và đi chùa lễ bái đồ nhiều. Hoặc là nếu mà bên đạo thì mình cầu Đức Mẹ nhiều một tí, thì đó là mới mong có thể hóa giải được. Có thể nói năm Mậu Tuất với các anh khó khăn muôn trùng, cố gắng chịu đựng và cố gắng đừng có để xảy ra tranh chấp, mới có thể bảo tồn danh lộc và sự nghiệp được. Năm 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 nay năm Mậu Tuất này sẽ là một năm rất khó khăn, đầy biến động đang chờ đón các anh Đinh Tỵ 1977. Có thể nói là với 20 cái clip mà đã làm thì đây là cái clip mà em cảm thấy là các anh rất rất là khó khăn và nguy hiểm nhiều thứ, cho nên là cẩn thận ha. Rồi về mặt tình cảm và gia đạo năm 2018 Mậu Tuất với các anh cuộc sống sẽ bất an, nhiều chuyện phiền nhiễu, loạn thân tâm, tình cảm và gia đạo khó tránh được bất ổn. Nếu như mà các anh đang có một cái gia đình hạnh phúc á, ha, thì các anh nên nên chia sẻ cái buồn vui với là vợ mình, đừng quá quan tâm về danh lợi ở bên ngoài đang bị trục trặc của mình, đầu tư cái sự mà quên đi cái sự là cái chỗ dựa là tinh thần là gia đình của mình. Tuy có nhiều bất an như tiền bạc mất mát, đau ốm nạn tai hay gặp nhiều thất bại, nhưng đừng có vì cái chuyện đó mà quy đổi tại vợ mình không hợp số, tại đồ này kia ha, tại vì năm nay nó xấu, tại vì năm Mậu Tuất nó xấu, chứ không phải tại vợ mình nha. Rồi với phục binh là ở hạn, các anh cần quan tâm nhiều đến vợ con, đừng để xảy ra điều đáng tiếc. Phục binh mà ở hạn thì hay có cái chuyện mà
vợ mình bị người ta rồi quên lắm ha. À, tình cảm gia đạo á, thì cần phải để ý, vì có tan hổ khóc hư hộ chiếu thì khó tránh khỏi tin buồn hay người thân bị tai nạn ốm đau phải tốn hao. Quan hệ bạn bè là càng nên giữ gìn, nhất là với người khác phái rất dễ bị tai tiếng, vợ chồng sanh ghen tuông và dẫn đến chia tay. À, em nói trước ha, hôm nay nó xấu như vậy đó. Còn đối với các anh độc thân á, thì đừng có tìm quên trong sắc dục. À, các anh này thì các anh tuổi Đinh Tỵ thì là người thích hưởng thụ mà, cho nên là đừng có tìm đắm trong sắc dục ha. Có thể dẫn đến tù tội hay phát vạ. Tình cảm lứa đôi á, mà năm nay mà có mình đã có quen biết á, thì sinh rất là nhiều rối rắm. À, có thể đưa đến tình trạng hiểu lầm, mỗi người một ngã. À, còn mà các anh á, nếu như đã có người yêu mà muốn tiến đến hôn nhân á, tuy là năm nay xấu nhưng có thể là tiến tới hôn nhân để mình có cái song hỷ, mình hóa giải bớt những cái xấu đi. À, còn về mặt sức khỏe thì năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Đinh Tỵ là nam á, thì can chi sao hạn không tốt, sức khỏe thì thất thường, cần quan tâm đến các bệnh chủ yếu là phần bụng và đau đầu. À, tai nạn thì sẽ có đổ máu. À, tuy là năm xấu về làm ăn tiền tài ha, cũng như là danh lộc, nhưng bổn mạng lại vững vàng, không có bị nguy nan ha, cho nên là các anh cũng có cái phần mà phước ha. Như vậy mà nói thì xét về tử vi phong thủy cũng như là nạp âm ngũ hành của tuổi của Đinh Tỵ năm sinh năm 1977 năm mạng, đối với năm Mậu Tuất thì đầy những khó khăn và bất trắc. Có thể nói là các anh sẽ phải đối đầu với sao hạn xấu, vận niên xấu, hạn xấu và tinh quân xấu đầy rẫy ở trong cung mệnh của mình trong năm Mậu Tuất này. Tuy nhiên với tiểu vận đi vào vượng địa và hóa khoa ở trong cung trong hạn, hy vọng nó sẽ là một phần điều nào chế hóa bớt những cái xấu đi, chứ không phải như mong muốn là cái vượng địa nó sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Cho nên là các anh cần cẩn thận nhiều mặt ha, đừng có mà thiên tính của các anh là biết rồi, các anh thích gì bản thân mình, sống là cứ đặt mình lên trên hết, thì các anh hãy nhớ một điều là năm nay nó rất xấu, cho nên là các anh chấp nhận thiệt một chút trong mọi việc, nhưng mà bảo toàn cái danh lộc, bảo toàn được cái vị thế, bảo toàn được cái cơ nghiệp của mình, chứ đừng có gì mà háo thắng tranh đoạt đó, thì năm nay nó hoàn toàn không thuận. À, năm nay nên làm việc thì nên nghĩ lợi mình mà cũng phải cho lợi người ta nữa, chứ nếu không thì sẽ xảy ra nhiều bất trắc. Và đặc biệt năm nay tránh những việc không có chính đáng, nó sẽ đảo tụng đình và xảy ra phiền toái, các anh nên cẩn thận. À, em có làm thêm cái vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 để các anh biết rằng mình tháng nào thật sự là sung và tháng nào thật sự là có điều mà suôn sẻ, chứ không phải là cứ sao hạn xấu mọi điều xấu thì tất cả đều xấu, đúng không? Chúng ta còn phải nhờ tử vi của tháng, giống như mà chúng ta đang ở trong giai đoạn đại hạn 10 năm là cực kỳ xấu, cứ cái gì cũng làm cũng không được, không thành công hết. Nhưng mà năm nay thì là năm chúng ta đi vào vượng địa, thì cũng trong năm vượng địa thì nó cũng sẽ có những tháng vượng và những tháng không vượng, thì các anh xem những cái tử vi đó em nghiên cứu thì để cùng các anh, để các anh có cái mà nhận định tốt hơn. À, đầu tiên hết á, của năm Mậu Tuất 2018 á, thì là tháng Giêng, tháng này là một tháng Giáp Dần. À, mệnh của tháng là tháng Thủy. À, như vậy mệnh chúng ta thổ khắc thủy, bản mệnh tương khắc tháng là một điều cũng không có tốt lành gì, dù gì đi nữa nó cũng là tương khắc. Chúng ta khắc nó thì chúng ta gặp rắc rối, nhưng mà chúng ta vượt qua được. Mà nó khắc chúng ta thì chúng ta bị rắc rối nhiều hơn, đại loại thế thôi. À, mệnh như vậy, thiên can á, đinh gặp giáp, không xung không khắc, không hợp, xét về ngũ hành tương sinh thì là đinh là hỏa, giáp là mộc. Như vậy là hỏa sinh mộc, mộc sinh hỏa, mộc sinh hỏa. Như vậy là chúng ta ngoài cái việc là không xung không kỵ về thiên can thì chúng ta có
nạp âm ngũ hành của bên trong cái thiên can là tương sinh, mộc sinh hỏa. Nói đây là điều này là tốt cho cái việc về công việc làm ăn, khởi đầu một năm mới bằng một cái tháng có tương sinh về thiên can là một điều tốt ha. Địa chi tỵ dần á thì lại thuộc nhóm tự hình, dần thân tỵ hợi, dần tỵ thuộc nhóm tự hình. Mà tự hình là gì? Tự hình là sự cạnh tranh giữa nhau, giữa bên mạnh và bên yếu. Người ta còn nếu mà trong mà cung hôn nhân tỵ dần mà lấy nhau là hội thêm đem sự đau đớn chia ly, ha, buồn phiền. Về địa chi đó nha. Rồi như vậy thì có cái sự mà chúng ta có mà địa chi là gì? Địa chi thì thường gắn với cái chuyện mà gia đạo của này kia, cho nên là chúng ta phải nói là tháng 1 là một tháng bản mệnh của chúng ta cần phải cẩn thận, có thể bệnh ha, bao tử rồi này kia. Thì tháng này là tháng giêng mà là tháng của cái lễ hội Tết nhất, cho nên là nhậu nhẹt nhiều, cái chuyện bao tử là dễ, là chuyện hiển nhiên ha. Rồi là gặp tháng địa chi là địa chi bị tự hành. Địa chi tự hành là xào xáo gia đạo, không có yên ổn. Mà tháng này các anh này là đinh tỵ thì cũng là thích người, thích hưởng thụ, cũng biết ăn chơi một số thôi, là cho nên là tháng giêng là tháng ăn chơi, rồi cộng có thể là bài bạc một chút, rồi hao số tiền bạc, cho nên gia đạo xào xáo. Cho nên muốn để tránh chuyện này thì các anh năm nay năm xấu các anh đừng nên chơi bài bạc gì hết. Em nghĩ rằng chơi bài bạc cũng không thắng đâu, chỉ có đi và đi thôi ha. Rồi nhưng mà các anh tuổi này thì cũng không phải là người nhiều người thì mê bài bạc ha, các anh này chỉ mê gái gú thôi chứ còn bài bạc thì không. Cái này thì đỡ vậy đó. Tháng 2 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Ất Mão, tháng này là tháng Thủy. Mệnh á thì cũng vậy, thổ khắc thủy, bản mệnh tư khắc tháng, cẩn thận bệnh nạn. Thiên can đinh gặp ất không xung công hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi tỵ mão cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại, không tương khắc gì nhau hết mà cũng không tương hợp. Như vậy bước qua tháng 2 âm lịch chúng ta cũng vẫn bị mệnh tương khắc, cần cẩn thận sức khỏe, bệnh nạn, bao tử bao tiết rồi ha. Nhưng thiên can của chúng ta cũng vậy, thiên can của chúng ta cũng không hình hại, không xung khắc gì nhau cả, thì chứng tỏ đây là một tháng tốt về công việc mọi thứ. Và cái chữ đinh của chúng ta là hỏa, chữ ất cũng là mộc, và mộc sẽ sinh hỏa. Như vậy là thiên can về mặt ngũ hành thì chữ chúng ta được tương sinh, cũng giống như tháng 1, cho nên là công việc cũng sẽ được tương sinh, phát sinh lợi nhuận, ổn thỏa mọi chuyện. Chúng ta thì bây giờ là Tết thật, nhưng mà đều có một cái Tết của chúng ta không ngắn, không dài như ngày xưa mà cả tháng đâu. Là chúng ta phải bắt tay vào việc làm. Thì các anh được 2 tháng tương sinh về mệnh, về thiên can, về mặt ngũ hành thì là một điều tốt. Rồi địa chi tỵ với mão không hình hại, không xung khắc gì hết, thì cho nên rõ là gia đình của chúng ta cũng đã vượt qua cái sự khó khăn rồi. Các anh đã có cái tháng tốt hơn rồi, không có còn bài bạc hay là không có còn nhậu nhẹt nhiều, thì cũng sẽ không có sinh ra cự cãi trong gia đình. Ngược lại cái chữ tỵ của chúng ta là hỏa, mão mà địa chi là âm ngũ hành là mộc, mộc sinh hỏa nữa, chúng ta vẫn lại được sinh nhập tiếp về địa chi. Như vậy là gia đạo của chúng ta nếu như có chuyện gì ở trên tháng 1, tháng giêng thì chúng ta qua tháng 2 chúng ta có thể giải quyết được. Và cái gì sao địa chi sinh nhập thì sẽ tốt cho cái việc sinh gia đạo bất ổn, công việc nó ảnh hưởng tốt hơn ha. Đó là một điều tốt. Vậy như 2 tháng đầu năm là cũng là 2 tháng suôn sẻ về công việc đó, chứ không đến nỗi nào, đúng không? Để xem tiếp tục thì như thế nào. Tháng 3 của năm 2018 là tháng Bính Thìn, tháng này là tháng Thổ. Như vậy chúng ta có mệnh là Thổ đồng hành, bản mệnh tốt, sức khỏe ổn. Thiên can đính với bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, là tốt cho công việc nữa, giống như là tháng 1 và tháng 2 cũng cân bằng tự chủ. Rồi địa chi tỵ với thìn cũng vậy, tự chủ hoàn toàn, không hình hại, không gì với nhau hết. Ok, như vậy là bước qua tháng 3 chúng ta có cái khác liền, mệnh của chúng ta đồng hành thì sức khỏe chúng ta tốt hơn, có thể là bớt nhậu đi, bớt ăn chơi thì chúng ta sẽ khỏe hơn và tập trung nhiều vào công việc. Và công việc của chúng ta thiên can nó cũng vậy,
bính đinh không xung không hình hại với nhau thì nó cũng không xảy ra nhiều cái việc lớn khó khăn cho chúng ta trong công việc. Tuy nhiên là chữ bính với đinh này mà xét về ngũ hành thì là cùng hàng hỏa, cho nên nó là sẽ là tương bình thường, cùng hàng hỏa hết. Cùng hàng hỏa mà chúng ta là lại là mệnh thổ, tháng là hỏa, người hỏa, năm hỏa vượng tốt sẽ giúp cho chúng ta nhiều hỏa, sẽ sinh thổ nhiều, như vậy là sẽ có tài lộc dễ sinh, có thể là tháng này sẽ anh có tiền và những cái công việc của các anh nó thuận tiện hơn. Địa chi á, thìn với tỵ, tỵ là tự chủ hòa bình. Tuy nhiên mà xét về mặt ngũ hành á, tỵ hỏa, thìn nó là thổ. Như vậy là hỏa sinh thổ, chúng ta bị sinh xuất về địa chi. Mà em nghĩ thì sinh xuất về địa chi này cũng không có gì để đáng nói gì về mặt tình cảm, mà sinh xuất còn đỡ hơn là tương khắc, cho nên là ok. Có thể là sẽ có xảy ra va chạm nhỏ về gia đạo, hoặc là gia đạo làm các anh buồn phiền, nhưng mà cũng không quá lớn. Tại vì chúng sao nữa thì về mặt địa chi thì chúng ta vẫn là không hình hại, không tương hợp về nhau hết ha. Nhưng mà về mặt ngũ hành của địa chi thì nó còn lại có cái sự sinh xuất, cho nên là nó cũng không quá đáng ngại. Đến tháng thứ tư là tháng đinh tỵ, tháng thổ, tháng này là tháng sinh của chúng ta luôn. Thì từ tháng đinh tỵ, tuổi đinh tỵ gặp tháng đinh tỵ, tháng này cũng tháng thổ, như vậy là mệnh sẽ đồng hành, thiên can đồng hành, tỵ cũng đồng hành hỏa hơn. Như vậy thì như đã nói ở các clip khác, tháng năm sinh tháng đẻ, tháng đẻ là như thế nào rồi, thí dụ giống như các anh là tuổi đinh tỵ gặp tháng canh tỵ hay là tháng gì, tháng tỵ khác, tháng tỵ thuộc mệnh khác, thì các anh nó sẽ bị nó tân tỵ, ví dụ như gặp tân tỵ hay là kia thì các anh sẽ khó khăn hay là xảy ra nhiều việc. Nhưng nếu các anh gặp luôn cùng tháng, cùng thiên can, cùng địa chi thì cái sự khó khăn của cái tháng tuổi nó không có đến nỗi nào. Nó chủ, nó có gì đi nữa thì nó cũng dễ dàng vượt qua, nó không có đem lại nhiều cái sự khó khăn. Và cái sự khó khăn nó ảnh hưởng lên các anh rất ít, khoảng cỡ 20-30% thì cũng không có gì hết. Tháng này chúng ta cũng đồng hành thổ, cho nên là sức khỏe cũng được. Thiên can đồng hành thì nếu mà xét mặt tư duy là ok. Địa chi đồng hành cũng vậy, cho nên là dù là tháng tuổi nhưng mà tháng này đối với các anh cũng chẳng có gì đâu, cho nên các anh đừng quá lo lắng ha. Rồi, nhưng mà nói gì nói thì nữa thì nó là tháng tuổi, thì làm cái gì nó cũng cẩn thận là chính. Đừng có mà thấy nghe em nói vậy cái đầu cái quất ào ào lên mưu sự chuyện lớn trong tháng này là không nên ha. Em nghĩ mưu sự chuyện lớn ở trong tháng hai cái tháng tháng 5 và tháng 6 nó sẽ tốt hơn nhiều. Đến tháng 5 là tháng tháng 5 là tháng Mậu Ngọ, tháng hỏa. Hỏa thì sinh thổ, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe và may mắn. Mà bản mệnh được tương sinh thì sao mệnh cái phúc tinh nó sẽ sáng lên. Thiên can đinh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Rồi địa chi tỵ ngọ cũng vậy, tự chủ bình hòa, không hình hại, không gì khác nhau hết. Như vậy mà tháng mà được tương sinh bản mệnh như đã nói ở nhiều, thì tương sinh bản mệnh thì các tinh quân tốt đã phát huy tác dụng nhiều, vượng địa tốt. Chúng ta là người mệnh thổ, gặp năm hỏa vượng, tháng luôn là hỏa nữa, thì chắc chắn hỏa sẽ càng nhiều hơn nữa, mà hỏa càng nhiều sinh thổ. Sinh thổ là sao? Sinh thổ thì chắc chắn là sinh tiền tài, sinh sức khỏe, sinh nhiều thứ. Bản mệnh được tương sinh nữa, quá tốt. Thiên can thì tự chủ cân bằng, không có gì hả. Đinh á, chữ đinh của thiên can á là hỏa, sinh xuất với mậu của Mậu Ngọ là thổ, nhưng mà sinh xuất thì nó sẽ tốn hao về tiền bạc. Nhưng mà chúng ta có cái bản mệnh tương sinh thì em nghĩ rằng cái chữ tốn hao tiền bạc của cái tháng này chỉ là để đầu tư xin lợi nhuận chứ không có gì đâu ha. Điều này là một điều ok, không có gì cả. Địa chi tỵ ngọ tự chủ hòa bình, không gì hết. Mà chữ tỵ với ngọ thì lại là đồng hàng hỏa, chúng ta lại có lực địa chi đồng hàng. Như vậy thì là sẽ tốt cho cái việc mà gia đạo, tốt cho những cái việc mối quan hệ tạo sinh lợi nhuận. Cho nên là
Nếu như là những việc lớn, những việc sinh ra tài lộc cho mình thì hãy nên để vào tháng 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 một này, tháng năm âm lịch, à nó sẽ tốt hơn cho các anh. Và đây là vào vào giai đoạn giữa năm thì cái mọi việc nó đã vào vùng quay rồi, dễ thu tài lộc. Rồi tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, tháng hỏa, tháng này cũng như tháng trên, tháng năm chúng ta cũng được mệnh đồng hành hỏa vượng, á quên, mệnh được tương sinh hỏa vượng, đinh kỷ thì không xung không hợp gì hết. À, rồi á Tỵ Mùi là tự chủ hòa bình cũng không tương hợp gì hết. À, nhưng như vậy á, là như đã nói là hai tháng này là hai tháng hỏa vượng, năm hỏa vượng thì chắc chắn sinh thổ của chúng ta sẽ có ok, sức khỏe tốt, mọi thứ tốt, không có gì xảy ra hết. Thiên can đinh kỷ không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Nhưng mà như đã nói là chữ đinh á, thuộc hành hỏa, ha, sinh xuất kỷ thì thuộc hành thổ, cho nên là một chút gì đó về sinh xuất bản mệnh thì như đã nói, các anh nên để những chuyện lớn vào cái giai đoạn này thì có thể là các anh ký kết những hợp đồng đầu tư gì đó làm ăn, thì cho nên là sinh xuất là tức là bỏ tiền ra được không gì cả. Tỵ Mùi thì là tỵ là hỏa nè, mùi thì hành thổ, cũng lại sinh xuất trong trong địa chi, mà sinh xuất địa chi thì cũng chẳng có gì cả nhiều, chỉ là tạo ra mối quan hệ một chút khó khăn gì đó, phải chi chung chi ha trong công việc làm ăn. Như vậy thì tháng Mùi là tháng 6 âm lịch cũng là một tháng tốt đối với các anh. Vì sao? Mệnh sinh xuất tháng hỏa vượng sẽ sinh thổ chúng ta nhiều, mà sinh thổ nhiều thì sẽ có nhiều cái điều mà may mắn trong cuộc sống của các anh, sẽ đem đến được cái tài lộc. Tuy rằng các anh xét về cung mệnh tử vi mà cả năm, xét về nạp âm ngũ hành tử vi cả năm rồi này kia, cũng như các sao ở bên trong mệnh của năm nay thì có rất là nhiều điều khó khăn và bại tinh cũng như phá tinh. Nhưng mà nãy giờ chúng ta xét 6 tháng đầu năm thì thiên can của chúng ta không hề hình hại gì nhiều, nó cũng vẫn là tự chủ bình hòa nhau, hoặc là được tương sinh của nạp âm ngũ hành trong thiên can và địa chi. Như vậy thì có nói là cả năm có khó khăn đó, nhưng mà mới 6 tháng đầu năm thì chúng ta có nhiều cái thuận lợi. Hy vọng rằng với cái tử vi của đầu năm như vậy sẽ tạo cho các anh nhiều cái động lực để mà vượt qua cái sự khó khăn, tích lũy vốn liếng cũng như là đem đến cái sự thành công để chúng ta có cái dự trù cho 6 tháng sau nếu như nó không tốt. Nhưng mà em nghĩ rằng đó là vốn của các anh là sinh ra để có nhiều sao mà tốt ở trong cung, thì có khó khăn thì cũng sẽ vượt qua được, không làm khó được các anh đâu ha. Đến đây thì video clip của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng đối với năm Mậu Tuất 2018 đã hoàn thành. Nếu như các anh xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới để cho mọi người khác cùng tuổi biết đến cái năm khó khăn này mà biết phòng tránh để vượt qua, bảo tồn cái tài sản cũng như là cái công việc làm ăn của mình một cách tốt nhất. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký để đón chờ những tử vi của các tuổi, có thể là của các anh, các chị, của các bạn hoặc là của người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.